Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người Australia đã tự đốt cháy mình như thế nào? Nguồn hành tinh Titanic. Sau bài viết về toàn cảnh thảm họa cháy rừng đang diễn ra hơn một tháng nay tại miền Đông và Đông Nam Australia, tại hôm nay chúng tôi sẽ phân tích nguyên nhân thực tế tại sao xảy ra chuyện đó. Australia là quốc gia làm giàu nhờ ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch, trong đó chủ yếu là than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Và trong hơn một thập kỷ qua đã xuất khẩu phần lớn loại nhiên liệu bẩn này sang hai công xưởng gia công hàng hóa hàng đầu của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Hội đồng khoáng sản Australia, Minerals Council of Australia, MCA, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2017, Australia đã khai thác tổng cộng 440 triệu tấn than đá, bao gồm 250 triệu tấn than tạo nhiệt, thermal coal, và 190 triệu tấn than đen luyện kim, metallurgical coal, black coal, chủ yếu dùng cho sản xuất thép. Đó là chưa kể khoảng 60 triệu tấn than non, lignite, cũng được đào lên ở bang Victoria để phục vụ cho nhiệt điện. Theo khoa học địa lý Australia, RN Australia, đất nước này có tổng trữ lượng 70 tỷ tấn than đen và 76 tỷ tấn than non, đủ để khai thác trong 125 năm đối với than đen và 1.200 năm đối với than non. Do đó, nền kinh tế Australia chủ yếu dựa vào xuất khẩu than đá và khí đốt. Từ năm 2016 đến 2017, ngành công nghiệp khai thác than đá đã tạo ra 47.000 công việc trực tiếp và 120.000 công việc gián tiếp cho dân Úc. Nó còn đem đến 5 tỷ USD thuế tài nguyên và 254 triệu USD thuế thu nhập cho chính phủ liên bang, giúp Australia xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao trình độ chăm sóc sức khỏe và y tế cộng đồng, hoàn thiện hệ thống giáo dục và phúc lợi xã hội. Xem theo Ngân hàng Dự trữ Quốc gia Australia, tổng sản lượng khai thác than đá của quốc gia này từ năm 2017 đến 2018 đã được nâng lên đến 510 triệu tấn, với 75% trong số đó được bán ra nước ngoài. Trong một thập kỷ qua, Australia đã trở thành quốc gia xuất khẩu than đá đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Indonesia. Chỉ trong năm 2018, giá trị xuất khẩu than đá của nền kinh tế này đạt 67 tỷ USD, tương đương 3,5% GDP quốc gia. Xem. Trong khi đó, than đá vẫn luôn được xem là nguồn phát điện lớn nhất, hiệu quả nhất và rẻ nhất trên toàn cầu. Trong tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2018, tức là 26.600 TWh, TWh, thì khoảng 10.000 TWh được sản xuất ra nhờ than đá. Dưới sự đồng ý của tập đoàn tư bản ở Bắc Kinh, than đá của Australia chủ yếu đổ vào Trung Quốc, đại công xưởng của thế giới, để đốt nóng các lò luyện kim và nhà máy nhiệt điện, cung ứng năng lượng cho hàng trăm nghìn dây chuyền sản xuất của các hãng xưởng Mỹ và phương Tây, khiến quốc gia này trở thành đối tượng tiêu thụ than đá lớn nhất trên toàn cầu. Người Trung Quốc đã đốt hết khoảng 3.200 triệu tấn than vào năm 2018, tức là hơn một nửa tổng sản lượng than toàn cầu và gấp 3 lần khối lượng đã tiêu thụ hồi năm 1990. Theo biểu đồ dưới đây, Trung Quốc là quốc gia có sản lượng khai thác than đá nhiều nhất, nhưng đã dùng tổng số than đào lên được để phục vụ tận lực cho nền gia công sản xuất hàng hóa của mình. Trung Quốc còn mua than từ cả Indonesia, Australia, Mỹ, Canada, Nga và cả Việt Nam nữa. Đốt nhiều thì phải xả thải nhiều. Trong một thập kỷ gần nhất, Trung Quốc đang dần chiếm chỗ Mỹ để trở thành quốc gia có tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hàng năm cao nhất. Theo Action Climate Tracker, Trung Quốc xả thải tổng cộng 13.442 triệu tấn carbon dioxide vào bầu khí quyển, và có thể tăng lượng khí thải này lên 14.834 triệu tấn vào năm 2030. Trong khi đó, Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của than đá made in Australia. Nguồn: Limate Action Tracker. Dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Scott Morrison, tuy ngoài miệng nói chống Trung Quốc và ủng hộ Donald Trump, nhưng ông ta vẫn ủng hộ khai thác tối đa than đá để bán cho kẻ thù. Chính quyền Úc còn lăm le hướng đến các vị khách hàng tiềm năng khác là Việt Nam, Pakistan và Bangladesh, bởi vì họ thấy trước đại công xưởng sản xuất của thế giới sẽ rời đi từ lãnh thổ của người Hoa lục địa đến các con mồi mới này do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Vâng, thật ra Australia chỉ muốn làm giàu bằng cách đào và bán khoáng sản cho các nước nghèo và đang phát triển, bị mồi tăng trưởng GDP và chủ nghĩa tiêu dùng của nền tư bản hàng hóa Mỹ và phương Tây quyến rũ. Ngoài ra,
Ông Morrison còn toa dập với Mỹ và Brazil để phá hoại những bước cam kết cắt giảm phát thải cuối cùng của Hiệp định Khí hậu Paris 2016, được bàn thảo và yêu cầu thực hiện từ năm 2020 tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu COP25 ở Madrid vừa qua. Ông Michael Chaphe, trưởng Bộ phận Khí hậu và Năng lượng của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Web ở Đức nói thẳng như sau. Các quốc gia như Australia, Brazil và Mỹ đã ngăn chặn và trì hoãn tiến trình bảo vệ nền khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Madrid. Ý muốn ngày càng tăng của rất nhiều quốc gia để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu nhờ hành động dứt khoát đã không thể thắng được ở đây là vì nguyên tắc đồng thuận. Thậm chí chính Scott Morrison còn thề rằng sẽ soạn luật kết tội hình sự và xét xử chính thức những nhà hoạt động môi trường Australia chống đối chính sách khai thác nhiên liệu hóa thạch của quốc gia. Kể từ tháng 10 năm 2019, hai bang lớn của Úc là Queensland và Tasmania đã ra luật để đàn áp các cuộc biểu tình và chống đối nhà cầm quyền trong vấn đề bảo vệ môi trường. Điều gì đến cũng đã đến. Lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của các nền kinh tế tư bản Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nhật, Australia đã đẩy mật độ khí carbon dioxide trong bầu khí quyển hành tinh chạm mức 415 ppm trong năm 2018. Nền nhiệt trung bình toàn cầu năm 2019 được cho là đã tăng cộng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, năm 1750. Và ngày 18 tháng 12 năm 2019 được xem là ngày có mức nhiệt nóng nhất trong lịch sử ghi nhận nền nhiệt của Australia, chạm nhiệt độ 41,9 độ C, 107,4 độ F. Năm 2019 được xem là năm có nền nhiệt trung bình nóng nhất và khô hạn nhất lịch sử Australia, với 9 trong 10 năm nóng nhất theo ghi nhận đều rơi vào sau thời điểm năm 2005. Số lượng đám cháy rừng bùng phát ở khu vực miền Đông và Đông Nam Australia gia tăng đột biến trong năm 2019. Cho đến thời điểm ngày 3 tháng 1 năm 2020, các vụ cháy đã thiêu rụi 14,5 triệu mẫu đất, đó là sức hủy diệt gấp 3 lần các đám cháy ở California, Mỹ, trong năm 2018, 1,8 triệu hectare, và gấp 6 lần các đám cháy xảy ra ở rừng Amazon trong năm 2019, 900.000 hectare. Nhiều đám cháy có chiều cao ngọn lửa lên đến 70 mét 1/3 dân số Australia, chủ yếu sống tại bờ đông và đông nam lục địa này, đã bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi các vụ cháy rừng năm 2019 đến 2020. Chính nền nhiệt và sự khô hạn đang dần đẩy dân Australia đến bờ vực của thảm họa cháy rừng và dây rêu về nước. Các thành phố lớn như Brisbane, Sydney, Melbourne và ngay cả thủ đô Canberra đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng. Nền nhiệt cao cũng tác động đến cả các thành phố miền Nam Australia như Adelaide. Trong tương lai, Australia có thể trở thành miền đất chết của lửa và hạn hán, vì có vẻ xoáy nam cực, Antarctica vào la vorte, sẽ tác động khiến nhiệt độ của châu lục này còn tăng cao hơn trước. Còn nhớ hơn 2 năm trước, khi Scott Morrison vẫn còn nắm chức vụ Bộ trưởng Ngân khố Australia, ông ta đã bước vào Quốc hội với một cục than đá to trên tay. Ông huynh hoàng, đừng sợ. Đừng lo lắng. Nó sẽ không làm hại ai cả. Vâng, nó không làm hại ai cả. Nó rất tốt. Nó đem lại nhiều tiền và sự thịnh vượng cho người Australia. Và nơi đốt cháy nó thật ra không ở cạnh Australia mà là ở khu vực Đông Á và Nam Á xa xôi. Dân Australia cứ việc thoải mái bán than đá vì không sợ bị ô nhiễm. Nơi nào bẩn chứ đất nước mình không bẩn là được. Nhưng người Australia quên mất một điều rằng, hành tinh này kết nối họ với người khác trong một hệ sinh thái chung, một bầu khí quyển chung, một đại dương chung và một nền khí hậu chung. Rác hay khí thải xả ở nơi khác rồi thì cũng sẽ đến lúc tác động đến họ. Những điều ác độc và tham lam xảy ra ở nơi xa xôi rồi thì cũng sẽ xuất hiện trong nhà họ. Họ không thể tử tế với chính mình, nhưng đối xử với các dân tộc khác như vật thế thân để họ đạp lên mà phát triển và tăng trưởng. Trên thế giới này, không có gì là xảy ra mà không có nguyên nhân cả. Chẳng có gì là miễn phí và dễ dàng để người ta có thể khai thác và bóc lột mãi mãi. Một ngày nào đó, tờ hóa đơn của các giá trị thặng dư tàn phá và hủy diệt sẽ được chìa ra để bù đắp lại thứ vinh quang và thịnh vượng giả tạo ấy. Một ngày nào đó, luật công bằng của tạo hóa sẽ trả lại phần còn thiếu mà chẳng ai mong muốn cả, nhưng không thể tránh thoát được. Quá tham lam và cố chấp thì sẽ chỉ như tự thắt cổ hoặc thiêu chết mình mà thôi. Một người dân cố sắp xếp tìm bóng mát trên bãi biển gần Adelaide. Nguồn ảnh: David Mazieva, trên Shutterstock. Và hơn nữa,
thấy ích kỷ và tính tham lam của người Australia lại đang gây hậu quả cho người Việt. Việt Nam cũng sẽ bị hấp nóng cùng với Australia trong một ngày không xa, khi nền nhiệt khu vực sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trong khi đó, người Việt cũng sẽ lây nhiễm tính xấu của người Australia, lấy mô hình và hệ thống kinh tế tư bản của Australia làm hình mẫu, học đòi tăng trưởng không giới hạn, xây dựng hàng loạt nhà máy nhiệt điện để mong làm giàu và trở nên thịnh vượng cho bằng chị bằng em. Trong những ngày này, chúng tôi xin người Việt Nam hãy nhìn vào sự tàn khốc và nước mắt của người dân Australia trong lửa và khói bụi, để hiểu rằng, hãy dừng lại trước khi quá trễ. Đừng đánh đổi sự giàu có văn minh giả tạo với những gì vô giá chúng ta đang có, là thiên nhiên, bầu không khí và biển cả. Đừng chạy đua theo mô hình phát triển và tăng trưởng bằng mọi giá, suy ý chí và tham lam của phương Tây. Đừng nhúng chàm và sa lầy vào sai lầm của 200 năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa của người ta. Bây giờ, họ đang muốn rút ra thì chúng ta lại muốn chui vào. Họ đang muốn sửa lỗi thì chúng ta lại cố ý đi lạc. Và bàn tay lông lá của các ngân hàng tài chính, tập đoàn doanh nghiệp rất muốn đưa Việt Nam vào cái bẫy cũ kỹ ấy. Và bọn chúng đã thành công từ năm 2007, thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Hạnh phúc không được tạo ra bằng tiền bạc, tiền tệ. Hạnh phúc thật không nằm trong tăng trưởng GDP, xe hơi, siêu thị, vui chơi ăn uống, shopping, du lịch, tất cả chỉ là phù du, là của thiên trả địa. Nếu chúng ta không biết trân trọng thiên nhiên và con người sống trong đó như một thành viên của vũ trụ hài hòa và bình an,